Nào, hôm nay các bạn đối xử với con vào bữa sáng như thế nào nào? Bạn dẫm vào bánh mì của con xong rồi ẩn con vào tường bắt con ăn. Xong rồi thế nào nữa? Xong rồi bạn chửi con để đánh con Chửi. ăn kia. Ừ, rồi tiếp nữa. Bạn bảo bạn cần cướp bút con ạ. Cướp mấy cái? Ba cái ạ. Ba cái à? Vâng. Thế hôm nay con lấy gì con viết bài? Con chẳng lấy gì được. Con viết bài cả lớp không cho con mượn. À, Vâng. thế lúc con bị các bạn đánh thì có bạn nào vào can không? Có. Bạn nào? Bạn lớp trưởng. À, thế con bị thế này, bị các bạn giật thức ăn như thế bao nhiêu lần rồi? Hay là đây là lần đầu? Có một hôm bạn có 5 hôm bạn lấy cái vỏ bánh rồi, xong rồi bạn đập vào đầu con. Ừ. Thế bạn cầm đầu để đánh con là bạn nào? Bạn Minh lớn. Ừ. Bố mẹ bạn ấy làm nghề gì? Thế còn bạn nào nữa? Bạn Thành Nam bị máu không đông bạn đánh ngon. Rồi bạn nào nữa? Hoàn cảnh nhà bạn đấy như thế nào? Nhà bạn Minh, bạn nhà bạn giàu. Ừ, thế nhà bạn Thành Nam. Nhà bạn nghèo. Ừ, còn bạn nào nữa? Nhà bạn Toàn. Ừ, bạn Toàn thì như thế nào? Nhà bạn ấy Không, hay bạn đấy thì làm gì con? bạn đánh con thôi, cướp bút của con ạ. Ừ, thế bạn có hay đối xử với con như thế không? Có suốt Ừ. ngày bạn đánh con. Thế à? Vâng. Thế tại sao con không mách cô? Bởi vì con ngại. Tại sao con lại ngại? Con sợ cô đánh. Tại sao thích tại sao con lại sợ cô đánh? Hả? Bởi vì tôi sợ con đánh là con nói mồm to. Thế à? Ừ, thế nhá.